Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tủ bóng đá. Kính thưa quý vị, V-League đã trở lại sau một quãng thời gian khá là dài vừa qua phải nhường chỗ cho tuyển U22 Việt Nam để chúng ta tập luyện cũng như là vừa qua thi đấu tại SEA Games 32. Và trận đấu mở màn rất được quan tâm đó chính là cuộc đụng độ của câu lạc bộ Thanh Hóa. Câu lạc bộ hiện nay đang xếp thứ nhất ở trên bảng xếp hạng của V-League 2023 và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Dù phải thi đấu với một đội đầu bảng đó là Thanh Hóa, thế nhưng với lợi thế đó là sân nhà, với sự cổ vũ rất cuồng nhiệt của các cổ động viên thì đã giúp cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rất tự tin để đẩy cao để lên tấn công. Phút thứ 16 thì tiền đạo Paulo đã bứt tốc ở bên trái ở khu vực vòng cấm và cầu thủ này định lừa bóng qua thủ môn Xuân Hoàng, thế nhưng cuối cùng thì lại không thành. Và đến phút thứ 23 thì đội chủ nhà cũng đã tìm kiếm được một bàn thắng mở tỷ số trận đấu khi mà Minh Tùng để mất bóng ngay trước vùng cấm và bóng đến vị trí của Minh Vương và tiền vệ này đã đưa ra một cú sút từ ngoài vòng cấm cực kỳ đẹp mắt để nâng tỷ số lên 1-0 dành cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Khi bị thủng lưới thì Thanh Hóa sau đó họ đã tiếp tục đẩy cao đội hình để mong muốn tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thế nhưng khi mà chưa tìm được bàn thắng san bằng tỷ số thì suýt chút nữa họ tiếp tục thủng lưới quả thứ hai khi mà cầu thủ Minh Tùng tiếp tục đánh đầu phá bóng trong vòng cấm, thế nhưng suýt chút nữa thì lại phản lưới nhà và hiệp 1 kết thúc với tỷ số đó là 1-0 cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và bước sang hiệp 2 thì Thanh Hóa tiếp tục tăng tốc để họ quyết tâm làm sao ghi được bàn thắng và cuối cùng thì những nỗ lực của những cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thanh Hóa cũng giúp cho đội bóng này có được bàn thắng gỡ hòa. Ở phút thứ 57 thì sự nỗ lực của cầu thủ đó là Thái Sơn, cầu thủ thi đấu cho màu áo của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua đã giúp cho đội bóng có được bàn gỡ hòa khi mà cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam đã có một đường chuyền rất thuận lợi trong vòng cấm cho cầu thủ là Paulo Conrado để sút tung lưới Hoàng Anh Gia Lai và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Và sau khi có được một tinh thần cao với mức bàn thắng thì Thanh Hóa tiếp tục đẩy cao đội hình và cầu thủ vẫn là Bruno Cunha tiếp tục tỏa sáng với một cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-1 cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Và đến lúc này thì Hoàng Anh Gia Lai đã phải bừng tỉnh, họ tiếp tục phải dâng lên tấn công. Và phút thứ 86 thì họ có được bàn thắng và quân bình tỷ số đó là 2-2. Sau đó thì hai đội cũng liên tiếp tạo ra những cơ hội và tỷ số cuối cùng thì vẫn chỉ là 2-2 thôi. Nhưng rõ ràng với tỷ số này thì cả hai đội cũng hoàn toàn có thể hài lòng khi mà trận đấu kết thúc. Còn nói về một cầu thủ vừa qua đó chính là tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Cầu thủ này đã là một cầu thủ mà đã ghi rất nhiều những dấu ấn và đặc biệt có những cái chỉ số và thậm chí ngang bằng với những cầu thủ ở châu Âu. Cả hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32 thì tiền vệ Nguyễn Thái Sơn là cầu thủ di chuyển quãng đường nhiều nhất ở trên sân. Khả năng hoạt động bền bỉ là lý do giúp cho cầu thủ mang áo số 12 đã chiếm suất đá chính ở tuyến giữa của đội tuyển U22 Việt Nam. Và đáng chú ý thì những thông số của Thái Sơn lại tương đương với một cầu thủ đến từ châu Âu. Bởi ở trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Lào thì Thái Sơn đã thi đấu trọn vẹn 90 phút và thậm chí chạy một con số là 11,4 km, một con số cao đến mức trung bình của một số những cầu thủ thi đấu tại World Cup khi mà chỉ là khoảng 10 km mỗi trận thôi. Và những cầu thủ của ngoại hạng Anh thì họ thường di chuyển từ 10 đến 14 km trong mỗi một trận đấu. Và sau lượt đấu đầu tiên tại bảng B thì Thái Sơn cũng là cầu thủ di chuyển với quãng đường lớn nhất trong số tất cả những cầu thủ ra sân. Anh vượt xa những cầu thủ bên phía đồng nghiệp của U22 Thái Lan đó là Chang Ralong. Cầu thủ chạy nhiều nhất đội bóng xứ sở Chù Vàng cũng chỉ có là 9,7 km mà thôi. Và trong trận đấu gặp đội tuyển U22 Singapore thì Thái Sơn vẫn là cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía U22 Việt Nam khi mà tiền vệ này di chuyển tổng cộng là 10,7 km. Xếp sau Thái Sơn là Nguyễn Đức Phú 10 km và Trần Quang Thịnh chỉ là 9,4 km mà thôi. Vì vậy mà cái trường hợp của Nguyễn Thái Sơn cho thấy được rằng đây là một ví dụ trong việc là những cầu thủ được tập luyện tại V-League. Và thứ hai nữa là dưới trướng của Nguyễn Popov, một cựu thuyền trưởng của đội tuyển Myanmar. Đây là một huấn luyện viên thực sự rất tài năng và ông ấy hiện nay đã mới đến làm việc cùng với câu lạc bộ Thanh Hóa và ngay lập tức giúp cho đội bóng này có được vị trí xếp đầu bảng xếp hạng của V-League 2023 sau trận hòa với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa qua. Và thực tế với Thanh Hóa, họ chưa bao giờ được coi rằng là một trong những đội bóng mạnh nhất tại V-League cả. Khi với ông viên Popov đến đây thì ngay lập tức họ đã làm được điều này. Mặc dù thì V-League cũng chưa đến những giai đoạn cuối cùng, nhưng việc đến thời điểm này họ đang có được 4 điểm nhiều hơn câu lạc bộ Hà Nội FC, đội bóng xếp sau nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận, thì điều đó mới thấy được rằng là quả thực
với một huấn luyện viên đẳng cấp, khi mà họ đến một đội bóng thì họ hoàn toàn có thể thay đổi về lối chơi, về mặt kết quả cũng như là cái trình độ dành cho những cầu thủ ở những đội bóng đó. Còn vừa qua sau trận đấu kết thúc thì chúng ta hãy cùng chờ xem các huấn luyện viên trưởng của hai đội bóng này họ nói như thế nào. Một lối đá passing tầm cao của đối khách vừa qua thì đã gây ra quá nhiều khó khăn dành cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, nhất là ở tuyến giữa vừa qua, và chúng ta nói đến đó chính là cầu thủ còn rất trẻ của đội tuyển U22 Việt Nam, đó chính là Thái Sơn. Điều này khiến cho Hoàng Anh Gia Lai đã không thể có nhiều những cơ hội để phối hợp hoặc tạo ra những đường truyền cho các tiền đạo ở phía trên. Và phát biểu sau khi trận đấu kết thúc thì huấn luyện viên Kiên Sát có tâm sự như thế này: khi Vinic trở lại thì chúng tôi đã gặp phải vấn đề, đó là Thanh Hóa. Họ là đội bóng rất mạnh, họ có một huấn luyện viên mới ở đội bóng này, có sự thay đổi về nhiều về mặt chiến thuật cũng như con người, và đã có một kết quả rất tốt khi mà họ đang đứng đầu ở vị trí của bảng xếp hạng. Hiệp 1 chúng tôi có được 6 đến 7 cơ hội và đã có được bàn thắng trước. Thì tiếc là sang hiệp 2 Thanh Hóa đã có 2 cơ hội thì họ cũng đã ghi được 2 bàn thắng. Sau đó thì những cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực và có được bàn thắng gỡ hòa. Tôi hài lòng với một điểm có được. Và trận hòa vừa qua thì tiền đạo Paulo Oliveira là cầu thủ nhận rất nhiều những chỉ trích, khi mà tiền đạo này mặc dù rất cao lớn thế nhưng những pha không chiến thì không chiến thắng được. Ngoài ra thì điểm yếu của cầu thủ này đó là làm tường, bứt tốc thì cũng không tốt, cho nên vừa qua thì cũng rất nhiều những cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai, kể cả những cổ động viên của các câu lạc bộ khác, họ cũng chỉ trích. Thế nhưng đánh giá về học trò của mình thì huấn luyện viên Kiên Sát có nói như thế này: đó là do V-League bị ngắt quãng quá nhiều, cho nên điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thi đấu cũng như duy trì của Paulo. Chúng ta nên thông cảm cho cậu ấy. Lối chơi của chúng tôi đó là phản công nhanh, cho nên những cầu thủ có tốc độ như vậy, và chúng tôi vẫn tin tưởng, hy vọng rằng vào cậu ấy thì cậu ấy sẽ có được thời gian tốt hơn vào trong thời gian tới. Và như vậy là chỉ thắng có 1 và hòa tới tận 6 trận sau 8 vòng đấu đầu tiên, thì Hoàng Anh Gia Lai thực sự là cũng đang trải qua một giải đấu khó khăn. Và đương nhiên hiện nay việc bổ sung về mặt nhân sự có lẽ rằng cũng là điều quan trọng nhất dành cho Hoàng Anh Gia Lai trong thời điểm hiện nay. Và thực tế nói về Kiên Sắc thì ông ấy thực sự là một con người có khả năng trả lời rất thật là thông minh. Ông ấy luôn luôn nói về bản thân mình khi mà nhận những trách nhiệm, và thường thường không bao giờ trách cứ gì với các cầu thủ cả. Nhưng rõ ràng thì với một số các huấn luyện viên hiện nay thì sau khi mà có những thất bại thì họ đổ lỗi rằng là cầu thủ thiếu kinh nghiệm, rồi không tập trung, rồi hò hét nào cũng chẳng nghe. Điều đó thì chúng ta cũng đã thấy. Huấn luyện viên Philip Chulise thì cũng có những thời điểm ông ấy có những cái hành động rất hay, cử chỉ ở trên sân cũng rất là tuyệt vời. Nhưng đôi lúc thì cũng có một số thì ông ấy cũng lại nói về những cầu thủ là thiếu kinh nghiệm, rồi là vì những lý do lọ gì lo kia, rồi cuối cùng lại thất bại. Và thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là đối với một huấn luyện trưởng, chúng ta cũng thấy rồi, chúng ta rất muốn những huấn luyện trưởng của một đội bóng họ cần phải hò hét nhiều hơn, họ phải đứng ra để chỉ đạo một cách mạnh mẽ hơn. Thế nhưng quả thực thì đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng chưa thấy được cái điều đó ở huấn luyện viên Philip Chulise. Có phải đó là phong cách huấn luyện của từng người nó khác nhau hay không? Một người mà rất là điềm đạm, đôi khi là cũng chỉ là đứng ở ngoài sân một tí thôi, hoặc là ông ấy cũng thường thường hay ngồi ở khu vực cabin. Rất ít khi mà chúng ta thấy được là huấn luyện viên Philip Chulise lao vào sân để chỉ đạo cuồng nhiệt giống như một số các huấn luyện viên khác, đúng không ạ? Còn về câu lạc bộ Thanh Hóa vừa qua thì vị thuyền trưởng của đội bóng này đó là ông Popov đã có những chia sẻ. Và ông ấy cũng nói rằng là tỏ ra hài lòng với những gì mà những cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hóa đã làm được. Và ông ấy có nói như thế này: tôi rất vui vì ngày hôm nay các cầu thủ đã thể hiện rất tốt cái khả năng của mình. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Và hôm nay thì mọi đường truyền, mọi cái quyền kiểm soát bóng của chúng tôi thì chúng tôi cũng làm rất tốt. Các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp passing tầm cao và chúng tôi đã có được nhiều cơ hội. Thế nhưng đã vụt mất và để đối thủ ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Nhưng tôi không trách lỗi của ai cả. Bóng đá luôn là như vậy và tôi hài lòng với kết quả, đó là một điểm. Bên cạnh đó thì ông này cũng dành lời khen cho đối thủ, mặc dù là Thanh Hóa đã chơi tốt hơn ở trong trận đấu này, và ông ấy có nói rằng: Hoàng Anh Gia Lai tuy có nhiều trận hòa trong mùa bóng năm nay, nhưng họ là một đội bóng tốt, có nhiều cầu thủ chất lượng và đặc biệt là họ có một huấn luyện viên rất giỏi. Tôi cũng biết huấn luyện viên của họ lâu rồi, điều quan trọng họ là họ chơi như thế nào, thể hiện như thế nào trên sân thôi. Tôi thấy Hoàng Anh Gia Lai cũng rất mạnh, họ sẽ sớm trở lại là một trong đội bóng mạnh và rất khó để cho các đội bóng V-League có thể đánh bại họ được. Và vừa qua với một trận hòa thì dù hiện nay đứng đầu thế nhưng Thanh Hóa đã bỏ lỡ mất cái cơ hội để gia tăng cách biệt với các đối thủ. Đặc biệt là như đã nói, họ chỉ hơn câu lạc bộ Hà Nội FC có 4 điểm nhưng họ lại đang đá nhiều hơn một trận. Tại vòng đấu tiếp theo thì Thanh Hóa sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón các cầu thủ của câu lạc bộ Viettel FC.
Những thông tin tôi nghĩ rằng rất tuyệt vời cho những ngày đầu tại V-League. Một trận hòa có lẽ rằng cũng là đủ hài lòng dành cho cả hai đội bóng. Một trận đấu căng thẳng bởi dù gì đi chăng nữa, với phong độ của Thanh Hóa hiện nay thì việc với Hoàng Anh Gia Lai họ có được một điểm thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một kết quả rất là tích cực rồi, đúng không ạ? Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tiểu Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tiểu Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.